Chào các bạn ạ. Để ngày nay mình chia sẻ với các bạn một số bài báo viết về tình cảnh của những hàng xích hao, rồi những cái vị trí rất là đẹp giao cho chủ đầu tư. Hiện bây giờ tình hình xây dựng như thế nào? Trước hết mình giới thiệu với các bạn về tình cảnh của những hàng xích hao tiền tỷ ở thành phố Đà Nẵng rơi vào cảnh ế ẩm, đắp chiếu chờ người mua. Những căn xích hao này được rao bán từ 4 đến 5 tỷ đồng, cơ bản là đã hoàn thiện mặt ngoài. Cái giá này được cho rằng thấp hơn giá mở bán của chủ đầu tư. Mặc dù đã giảm giá nhưng mà vẫn đang tình trạng là vắng khách mua. Nguyên cả một tuyến phố chỉ có một cái cửa hàng này là mở thôi, còn tất cả là chúng ta thấy đóng hết. Cho thuê nhưng mà cũng rất là khó tìm được người thuê. Theo báo cáo của tập đoàn dịch vụ bất động sản DKRA, phân khúc nhà phố biệt thự trong tháng 1 và tháng 2 2023 là ghi nhận nguồn cung sụt giảm đáng kể, chỉ bằng 18% so với cùng kỳ năm 2022. Cơ bản là các chủ đầu tư bây giờ cũng cắt hàng luôn, rồi bán không được. Đây là những hàng xích hao nằm trên khu Garden Hill các bạn này, đây. Nó nằm trên cái trục đường Nguyễn Tất Thành nối dài đó. Mặt bằng giá bán thứ cấp ghi nhận giảm từ 3 đến 5% so với cùng kỳ, thanh khoản ở mức rất là thấp. Giao dịch tập trung chủ yếu ở các dự án đã bàn giao nhà và có pháp lý hoàn thiện. Các bạn nhìn thấy trống trơn luôn. Từ khoảng năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng, thị trường xuất hao được xem là con gà đẻ trứng vàng của các nhà đầu tư. Tuy nhiên, sự phát triển quá nóng không dựa vào thực tế đã khiến cho phân khúc bất động sản này rơi vào tình cảnh là cung vượt cầu. Thực tế, số lượng xuất hao ở thành phố Đà Nẵng mình tính đi tính lại nó cũng không phải là quá nhiều. Một khu đô thị như vậy, người ta chọn cái con đường chính đi vào á, nói chung là con đường đẹp nhất là người ta sai thôi, chứ còn phần đa chủ yếu vẫn là đất này. Đây là những cái hàng xích hao nằm trên đường Nguyễn Sinh Sắc, một cái trục đường hướng ra biển ở khu vực Liên Chiểu. Chỗ này mình thấy vị trí rất là đẹp đó. Đợt vừa rồi có trộm vào hắn đập mà lái cửa hết các bọn này đó. Mặt tiền gần trung tâm hành chính quận Liên Chiểu này, gần biển nhưng mà ế khách. Có người ở mới sạch sẽ chứ còn không có người ở, nói các bạn là nó nhớp nhác lắm, thành cái nơi để chứa rác mà sao không nhớp được. Thực tế định giá của thị trường xuất hao cao hơn rất là nhiều so với những phân khúc bất động sản khác. Cư dân thưa thớt, không kinh doanh được thì đầu tư đã nắm chắc phần thua lỗ. Với người trót đầu tư giờ phải bán tháo là điều không tránh khỏi. Xác nhận tình trạng này, bà Trịnh Thị C, chủ sàn giao dịch bất động sản tại Liên Chiểu cho biết, hiện bây giờ bà giữ hơn 50 căn xuất hao trên đường Mỹ Linh đang được nhà đầu tư ký gửi để bán hoặc là cho thuê. Bà cho biết có nhà đầu tư gửi bán đến 10 căn hộ với giá sập sàn nhưng mà không có người mua. Như nhà đầu tư, các bạn thấy đầu tư đúng là cũng mạnh tay thật. Ôm cả chục căn mà thấy cũng nhiều tiền chứ đâu mà đơn giản. Kinh quá. Thời điểm sốt nóng, ngân hàng cho vay dễ, nhiều nhà đầu tư đúng là xuống tiền chơi dữ dội. Việc tăng cường kiểm soát tín dụng cùng với rào cản pháp lý cũng góp phần khiến nguồn cung tại khu vực này trở nên khan hiếm. Dự kiến trong những tháng tiếp theo, nguồn cung cũng như sức cầu toàn thị trường tiếp tục thiếu vắng và khó có sự tăng trưởng trong ngắn hạn. À, các bạn thấy cảnh thị lường à. Nhiều lắm các bạn. Đây là thành phố Đà Nẵng mình thôi, chứ còn đi cả nước thì những cái cảnh này chúng ta bắt gặp rất là nhiều. Mình thông tin với các bạn một dự án cũng rất là nổi tiếng, đó là ở Quảng Nam mình đây. Một dự án ôm đất vàng bỏ hoang gần 2 thập kỷ tại Quảng Nam. Anh chàng này ôm dự án 17 năm trời ròng rã rồi, xây dựng bỏ lỡ dở ngương. Xuống cấp trầm trọng. Dự án này nằm ở đảo Tam Hải,
xây dựng xong để như thế này đây, thành cái nơi chứa rác. Chủ đầu tư không biết bây giờ chạy đau luôn. Thông tin thêm với các bạn, dự án của CEO Mê Linh sau 15 năm tạm giao đất, dự án hiện bây giờ như thế nào đây? Chỉ sai được cái cổng thôi. Đó, các bạn thấy chưa này? Cổng đi vào đây, sai được một số cái công trình ở đây thôi, chứ còn dân chưa có ai về ở đây hết trơn á. Này, đóng cọc vậy thôi. Các nhà đầu tư mà mua đây là coi như dính hết, không có ai về ở hết các bạn, để hoang rất là lãng phí, bỏ mắm. Vì sao người ta sai cái mắm này các bạn? Sai cái mắm này mới đủ điều kiện mở bán. Cho nên chỗ đầu tư nó sai xong anh mở bán coi như là hoàn thành nhiệm vụ đó. Đó, dừng thi công thấy là các bạn này đó, có sai thêm nữa đâu. Mở mắm này, mở mắm này, mở mắm này, mở mắm này, cứ mỗi lần người ta mở mắm là chủ đầu tư đủ điều kiện mở bán. Nhiều người là ôm tiền thả vào đây coi như là chết hết, chủ đầu tư đâu xây dựng nữa đâu. Còn những căn này là căn mão đây các bạn này, nó sai lên ảnh làm màu vậy thôi đó. Được có cổng rất là hoành tráng, trong quốc trong hoàng luôn, có cái gì đâu có. Giới thiệu thêm với các bạn dự án ôm đất vàng ở Quảng Ngãi, một cái vị trí ven biển rất đẹp, đó là biển Mỹ Khê. Vị trí đẹp lắm các bạn đó, mình nhìn trên bản đồ mình thấy vị trí biển Mỹ Khê rất là đẹp đó. Chỗ này là có cái eo các bạn thấy không, đó có một cái bờ cát rất là đẹp này, ở trong đây là một cái dòng sông nữa, có một cái mảnh đất nó nằm giữa biển và giữa sông rất là đẹp. Vị trí đẹp như thế này mà giao trúng cái anh trời ở đất giấy là kế dài, cũng đã mười mấy năm nay, cũng để hoang hóa hoang phế luôn, thành phế tích lịch sử luôn rồi. Các bạn thấy cái lãng phí chưa này? Nó vị trí rất là đẹp, vị trí này mà được nằm ở Đà Nẵng thì ngon quá đó. Thì qua cái bài này mình chia sẻ thêm với các bạn á, nhiều vị trí vàng, vị trí kim cương á, nhưng mà chúng ta lại giao trúng ông chủ đầu tư yếu kém là để lại hậu quả lớn lâu dài. Ví dụ như là biển Mỹ Khê này, các bạn biết là một cái vị trí rất là đẹp, nhưng mà bây giờ anh chủ đầu tư yếu kém, anh nằm choáng chỗ đó, tập đoàn khác người ta muốn về về cũng không có được, hộp tới hộp lui thu hồi dự án, quy trình này quy trình kia, nhưng mà cũng đã mười mấy năm thu hồi vẫn không được. Dự án nằm phơi nắng phơi sương, không khai thác được cái thế mạnh làm du lịch là một điều vô cùng lãng phí. Nhà nước không thu được một cái đồng tiền thuế nào hết, rồi cũng không giải quyết được việc làm gì ở địa phương hết, thậm chí là thành cái nơi hút chích, thành một cái nơi hoang toàn xáo xí. Nói tóm lại là xáo hoàn toàn, không được cái gì hết. Còn đối với những cái dự án xích hao thì như các bạn biết là do thị trường nó trầm lắng quá, thậm chí là chúng ta nói là nhiều nơi xem như là đã đóng băng luôn, tại vì nó không có giao dịch thì xem như là đóng băng luôn. Theo mình quan sát á, những cái hàng xích hao bây giờ nó nằm ở những đô thị không có dân về sinh sống, cho nên là nó rất khó phát huy hết công năng. Nó là nhà phố thương mại mà, có nghĩa là ở dưới mặt tiền này chúng ta cho thuê, còn ở trên chúng ta có thể ở được. Cách đây mấy năm, tại những cái thời điểm mà sốt nóng á, chủ đầu tư bán ra với một cái giá tương đối cao, những nhà đầu tư nào ôm vào tại cái thời điểm này bán ra rất là khó, mà cho thuê thì cho thuê cũng không được, tại vì khu vực đó ít dân quá. Vừa qua mình đi quanh quanh các khu đô thị mà có những hàng xích hao, ví dụ như là FPT, Hòa Xuân, Giao Định Hiêu, Bào Tràm, Nguyễn Sinh Sát, thì cơ bản mình thấy số lượng những căn trống còn rất là nhiều, thậm chí nhiều căn là chưa hoàn thiện gì hết. Tha bỏ trong quách trong quan như thế này, các bạn hãy tưởng tượng là sinh ra tệ nạn, làm cho những cái vị trí, những cái tuyến phố nó trở nên xáo xí.
những cái sản phẩm này khi thị trường có biến á, là nó dễ mất thanh khoản. Tại vì chúng ta biết là shop house thông thường nó nằm những cái vị trí đẹp nhất, những cái tuyến phố chính, cho nên cái giá thông thường nó rất là cao. Phải là những người có điều kiện thì mới mua được. Ngay cả ở Hà Nội có nhiều cái dự án, có những hàng shop house người ta mua cả chục năm đi rồi, nhưng mà bây giờ vẫn để không đó, mà cho thuê cũng không được. Tại vì cái đô thị đó nó không có dân về ở. Nhà đầu tư có khi bỏ vào một số tiền rất là lớn, nhưng mà cuối cùng cái mà người ta nhận lại nó chưa xứng đáng với kỳ vọng mà họ đã bỏ ra. Rồi ngày nay mình có một cái bài ngắn nhỏ chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.